gì vậy? Ai té? Ai té vậy? Ai té gì? Ai té gì? Ai té kia nói thôi mà được rồi, kéo lùi hoài. Nè, dựng thẳng lên, đúng rồi, dựng thẳng lên. Kéo lùi hoài. Đây con cho bà hai coi cái tấm hình này nè. À quá. Nữa bà hai có gì cho con coi nè. Đặt vô đâu à? Đây nè, đây đây đây, coi tấm hình này trước đi. Coi dây không ấn không đây nè, coi cô chú coi tấm hình này nè. Tôi thấy cô chú cho thấy tấm hình này dữ chưa? Tự nó luôn đó cô chú, không một ai khác, tự nó đó. Coi dễ dàng chưa? Chạm qua con gửi qua hôm qua kia đó. Đúng rồi. Bà nhắn lại gì? Không để giấu bạn biết. Qua nhắn qua kia. Để coi qua kia nhắn. Có gì mà xin lỗi má. Camera nè. She stole the camera and ran away. Mẹ sao? Chỉ mẹ gì? Cô chú thấy bữa nay chị mặc đồ tay dài chứ cho cô chú. Ồ ồ, cái đó cái gì á con? Ồ ồ, cái đó là cherry. Để mẹ đi lấy giấy rồi con, rồi con cho con lau nha. Con lấy giấy nha. Lấy giấy cho chị lau. Cái con chuột đi con. Bốc lên luôn, đúng rồi, bốc lên luôn. Bốc. Ẻ, ẻ, đúng rồi, ẻ, nhưng mà con lấy ra con chuột đấy liền luôn, ừ, chuột luôn. Con biết ẻ, sao con lấy chuột luôn hả? Đó, cô chú thấy chay chưa? Đúng rồi, lấy thùng rác dục, để làm thùng rác dục đi. Đi làm lại thùng rác dục cho mẹ. Đó, cô chú thấy chay giỏi chưa? Mày giúp, lấy tay ra, đừng có đụng vô thùng rác. Không được, rồi, ra nè. Rồi, đi lấy tờ giấy nữa, còn dơ. Lấy tờ nữa nè. Rồi, phải chuột tiếp. Giỏi chưa? Chùi cho sạch sẽ nha chưa? Giữ chưa? Cô chú nè, trời ơi, thấy chưa? Rồi, chùi tiếp đi, còn đây nữa nè, đây nè con, còn đây nè. Chùi đi con. Còn đây miếng nữa nè. Đúng rồi, trời ơi, ok, cô chú coi vậy có chịu đời nổi không? Rồi, đi lại kia miếng nữa, đằng kia bà cố mà nó, đây nè, ngay chỗ này nè, cái trên bàn dính miếng nữa nè. Chùi đi con. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Coi kìa, có tâm hết sức chưa? Phủi luôn, ừ, chưa không được phủi luôn, phủi tết luôn. Chị đi, đây nữa nè, đây nè, cái chay, đây nữa nè con. Đây nè, đó, bốc lên luôn. Lấy thằng giấy bốc lên. Chưa đi nè. Lấy thằng giấy bốc lên con. Đây nè, mày chỉ nè nha. Làm cái miếng khăn giấy bự ra, đây nè. Nè, bốc lên luôn nè. Đó, bốc lên luôn. Rồi, đây là mẹ mở thùng rác cho. Đây mẹ mở thùng rác. Chờ mẹ mở không được đụng nha. Rồi, bỏ vô. Yeah! Wow! High five! Thank you! Con làm gì? Muốn gì? Con muốn ăn cherry hả? No. Con muốn ăn cherry trong biển, lấy trong biển ăn nha. Rồi, nãy ăn nó mất khỏi. Không ăn trong biển hả? Không ăn mà bị sách đúng hả? Không ăn thôi chứ làm dữ vậy. Sắp lại kia vẽ, đứng lại vẽ. Rồi, vẽ đây. Vẽ ước mơ đi. Vẽ mãi ước mơ xanh đi. Bữa nay là lạnh, là trời lạnh quá cô chú ơi. Nhưng bây giờ là không, em không có đi ra mà đi ra ngoài nữa. Em chỉ bây giờ chỉ có việc ở nhà là chăm chỉ vẽ vời thôi. Chuẩn bị cô chú sẽ đón chờ những ngày đông lạnh giá. Rồi cái tới bắt đầu gì ta? Tới bắt đầu chơi trượt tuyết. Hả chơi hả? Năm nay nó chơi được rồi đó. À, năm nay là nó biết chơi tuyết rồi đó bà hai. Năm nay sẽ mô phân đó, là sẽ vui hơn năm trước. Năm trước chơi cũng còn chưa biết gì hết, còn ngáo như bò đời nói. Bé bà đi ra nó với ba nó rồi bé xuống. À, ba chơi trượt băng đâu đó. Cô chú thấy chơi nay chơi đầu tóc giống như Đào Vĩnh Hưng không? Giống như chú Đào Vĩnh Hưng không? Bây giờ nè, giờ chơi chú Đan Trường nè. Trời ơi, cái đầu tóc dữ vậy ta? Để mày chạy đầu giống chú Đan Trường coi, tại vì con đang nằm mà. Để mày ngồi đi, đứng đây mày chạy đầu cho giống chú Đan Trường nha. Hai mái nha. Hiểu rồi. Vẽ gì nữa? Trời ơi, nó nhìn ở trên đó, nó thấy màu ở trên đó, giờ nó đòi lấy vẽ nữa.
Đi lại đây mày chảy đầu cho rồi lấy dẻ. Đi lại đây mày chảy đầu cho rồi lấy dẻ. Chảy đầu nha, chảy đầu rồi mày lấy cho, đứng im nha. Quay mặt qua đây mày biết mới chảy đầu được chứ quay bên kia mày chảy không được. Đúng rồi. Đứng quay mặt qua đây. Quay mặt qua đây. Nó còn nó cà bơi không có lên đời nào tôi ấy được nó không? Còn sắn tay áo lên kìa. Thấy như người lớn không? À mẹ. Màu này màu gì? Màu này màu gì? Con này màu xanh da trời. Con này màu xanh. Màu. Màu xanh. Da. Da. Trời. Nó hú không à? Đó, chữ chưa? Nay mạnh chưa? Cô chú thấy em nay mạnh chưa? Đó. Khỏe đó. Dữ chưa? Quá dữ luôn. Đây, đây để chảy cái đầu coi. Gì vậy chay? Mỗi lần mày đưa mày đây chảy cái đầu là con làm cái gì vậy chay? Để mẹ học nghề mày làm tóc coi chay. Đó, đúng rồi. Dữ. Đó, mái xuống. Đó. Đúng rồi. Đó, tà xuống đây. Đó, đúng rồi. Tà tưa đó chay. Đó. Đó. Kéo xuống. Sập mái xuống. Đúng rồi, sập xuống cho khỏi thấy đường dẻ luôn. Đó, kêu con chuốt lên. Đó, mẹ sao mẹ phiền con dữ mẹ. Đó, con chú thấy chay giống cái này hết giống đang trường rồi. Cái này giống đang nón rồi. Rồi, dính tay. Chà, chay bữa nay mặc áo Michigan đẹp dữ ta. Rồi con nó cắm vô đây nè. Gì nữa? Gì dễ nữa? Hả? Có hai cây ở đưa đông đó rồi còn dễ gì nữa? Bài không à? Dễ. Không có dễ nữa. No smoking. Đồ thấy chưa? Ồ ồ. Ồ ồ đây nè, đi thôi, lấy ống dòm dòm đây nè. Lấy ống dòm dòm nè. Wow, lấy ống dòm dòm đi. Nè. Đó. Trời hai tay luôn. Đó mà. Người ta đó là chay nè, cô chú thấy tay chay không? Chay tay chay là lớn lên nấu ăn giỏi lắm nè, nó đang cà xào đó. Đó, nó xào mì đó. Rồi xong dĩa mì rồi bỏ xuống. Bây giờ lấy cái này nè, múc cục mì lên nè. Đó, đang cài dít cục mì đó. Đó, giữ chưa? Rồi bây giờ đang cho nước sốt vô. Rồi bây giờ nó đang thả mực vô nè. Rồi cái màu cam nó đang thả tôm hùm vô đó. Rồi đang cà quậy cái nước đó. Quá dữ luôn. Chay nè nấu ăn quá dữ rồi đó. Đệ nhất thiên hạ nấu ăn đó. Rồi bây giờ nó đang chế biến thêm một nửa nước sốt khác. Nước sốt ăn không biết có đau bụng không cô chú ơi. cô chú có ai tình nguyện làm người thử đồ ăn của chay nấu không ta? Đó. Coi bằng tay kìa. Kìa coi bằng tay kìa, giấu bằng tay liền đó. Đó, rồi giờ sơn, coi được đời không? Chạy đi. Stop it. Stop. Không, nói đâu nghe đâu. Oh my god. Yêu. Dơ quá trời dơ luôn. Nói thì nói, mà nó cứ làm thì nó làm. Mà sao nó lì dữ, không biết nó lì giống ai. Không biết nói làm. Rồi cuộc đời đúng rồi, quên kể cho cô chú nghe nữa. Từ khi mà chay có cái sẹo đó trên mắt đó cô chú, là chay là có tên mới luôn rồi. Mà bữa giờ mẹ chay quên kể cho cô chú nghe cái tên mới là tên gì, rất là độc đáo, mà giang hồ mà nghe danh là sợ hết, trốn hết luôn. Cái tên biệt danh mới của giang hồ của chay là đại ca hai sẹo. Đại ca hai sẹo. Sẹo đâu đây nè? Hai sẹo. Nó là con đầu tiên, thì nó thứ hai đúng không bà hai? Đúng rồi. Thì mà muốn ra giang hồ thì mình phải lấy tên cho nó vững chút không? Dạ. Cho đàn em bằng chị sợ mình chứ. Mới vừa tắm xong nè, ngày mai bà cố lấy nha, chắc tập rồi. Đúng không? Bà cố kỳ quá à. Nó chưa tập, bà cố lại chọc nó.
Tự nhiên đi lại chọc hai sẹo chi vậy? Hả? Lại hôn cái đi ngủ nè. Vô tôi nằm nè, tôi đau quá. Nè Bizu. Cái này Bizu. Bizu vậy chơi kìa. Bồ nói bốc tem. Con đang kể cho mọi người nghe cái tiểu sử hai sẹo mà bà hai làm con quên cái. Ui. Răng nhớ đi. Thì nó hai sẹo. Gì vậy? Dạ mẹ hả? Mẹ. Bà cố làm gì con? Bà cố giỡn với con mà. Hả hai sẹo. Nhớ cố... ngày mai á. Chị Ngọc đi làm rồi bà cố cho chị hai thẹo sẹo hả? Chị hai sẹo đi vô rồi xăng luôn. Cái... Hai sẹo. Ồp rồi xăng luôn cho biết. Sẹo mà bây giờ là mới có hai sẹo thôi đó, mai mốt còn 50 sẹo nữa chưa tính. Tới chuyện tới đâu thì mình đổi tên tới đó thôi. Sao không? Chỉ con là cái mèo, tên thôi mà. Con mèo ăn mà nó cứ lại nó ôm hoài, tao sợ quá. Đây là bị một lần rồi, sợ quá. Mà tịnh bơ. Nó là hay sẹo mà nó là có gì là nó gọi điện thoại nó kêu 500 anh em nó là chơi khô máu à. Hả vậy? 500 anh em con đâu chứ? Mình bây giờ là mình có tiếng trong cái xã hội Michigan này rồi á. Cái gì? Nữa? Con nói đàng hoàng chứ không có. Nói không ai hiểu gì hết. Đúng mà nó là hai sẹo chứ, với mẹ nó là hai sẹo đó. Với ai nữa chơi là hai sẹo ta, với ai ta? Nói nó vẽ cùng. Nó vẽ từ đầu trên tới xóm dưới. Nó vẽ từ nam cho tới bắc. Từ trái qua phải. Nó vẽ từ chợ An Đông tới chợ Bến Thành luôn. Phải không? Nó vẽ từ Sài Gòn ra tới chợ lớn luôn á. Rồi vẽ nữa. Vẽ từ Sài Gòn ra tới chợ lớn. Rồi sao? Rồi đó, cái video clip hôm nay là chị của Chay là chỉ có vẽ thôi nghe cô chú. Nó có thể đứng đó nó vẽ. Nó có thể đứng đó nó vẽ từ 1 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa. 1 giờ trưa nó vẽ qua cho tới 3-4 giờ tối. Cô nói chơi chưa? Gì chơi? Cô mới nói gì vậy? Cô mới nói puppy? Did you say puppy? Cô mới nói gì? Hả? Có vẽ miết luôn, vẽ cứ vẽ vòng tròn cứ vẽ tầm bậy tầm bạ, cứ quạch. Rồi nó vừa vẽ nó vừa lấy cái tay áo nó lau luôn đó, thấy chưa? Trời đất ơi, look. Now look. Oh my. Here, look. Nhìn nè. Không biết sợ là gì. Nay bày đặt mặc áo hả? Mickey Mouse nữa. Rồi bày đặt cái Mickey Mouse, bày đặt có cái yếm màu đỏ gì nữa, một pin này nữa. Ghê không? Nó tự cầm thò nó coi bắn pháo bông á. Coi đi con, bấm coi đi con. Dì Út nó đang đi coi bắn pháo bông, dì Út nó gửi video qua là nó ngồi coi đó. Kìa con, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Pháo bông đẹp không? Close rồi hết tiếng nè, ai mượn con bấm gì vậy hết tiếng. Nó. That was a little dud. Đó, mở lên đây, mà mở tiếng từ từ cái con chay chay này. Con chay chay em chay chay của mẹ mới này mệt nó ghê luôn á, cái nó ngồi nè. Bấm vô con. Đúng rồi. Đó, tùm lum không? Coi đi, bấm vô. Trời ơi, mấy cái này, mới gửi mấy cái mới nè. Đây nè, bấm vô mấy cái mới nè. Đó, kìa nữa kìa. Cúc mới cơ nè. Hàng này mới nè. Tao đập cho, đập quá.
À, trời ơi. Đó, cô chú coi chân nè. Coi đó. Coi iPad nè. Coi khuôn mặt coi iPad nè. Quá đã đời luôn. Wow. Vui không con? Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Vui. 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 Con ơi, dạ vui. Dạ vui đi. Đó cô chú ơi, tới giờ ăn cereal của chay nữa rồi. Rồi con lấy nhỏ cái con, lấy cho nhỏ cái mũ ăn cereal kìa. Con lấy nhỏ kìa. Trời đất ơi. Nó coi ăn còn cái miệng kìa, tai kìa. Thiệt tình là không chịu nổi nó luôn. She made a mess. Nghe nhỏ thôi con. Nó là bây giờ thánh cereal, cô chú tối nào nó cũng ăn cereal hết đó. Đó. Trời ơi coi kìa, coi ăn mà tao nói thiệt tay chân thời đó, coi ăn toàn ăn mực không có chứ gì trong đó. Trời đất ơi, mày lấy cái khăn giấy cho nè, lấy khăn giấy chùi miệng nè. Lấy khăn giấy chùi miệng con nè. Đúng rồi, chùi đi con. Nhớ, đã chưa? Đã đời chưa? Trời ơi. Nó coi dơ chưa? Dơ cái bàn chưa? Để lên con, để cái chén lên đây ăn nè. Đó, để cái chén lên. Rồi, ăn đi. Xì rồi đi. Ăn chút rồi là thay cái áo, vô rửa tay là thay áo, thay đồ hết luôn. Con có mắt mũi miệng kìa. Cái đồ đó có cái gì đâu mà ăn dữ vậy tài. Hả? Có cái gì đâu ăn dữ vậy. Có sữa với lại có cái bánh đó thôi, cái gì đâu mà có ăn kìa. Ăn mà cô chú thèm luôn mà phải mua mốt lập cho chơi kênh ASMR nha. Cho chơi ăn cho cô chú coi nha. Dạ đi con. Trời ơi, ăn nè. Ăn mà thở không kịp luôn mà phải. Ngon không? Trời ơi, húp húp. Trời ơi. Nên mày lấy còn cái khăn giấy nữa. Chùi miệng nha con. Chùi đi, chùi miệng chùi tay đi con. Ừ đúng rồi, trời ơi con em đó, cô chú thấy em nè, ăn nên thân nên người ghê chưa. Ăn xong rồi mình phải chùi cái chỗ mình nữa chứ phải. Húp tiếng coi. Húp nghe tiếng coi. Đúng rồi, trời ơi, chị đợi kêu húp nghe tiếng nào, bà biết húp nghe tiếng là cái gì luôn thấy không trời. Trời ơi, cái tiếng Việt của nó như vậy là quá nè. Quá dữ rồi cô chú ơi. Dán tóc qua coi, dán tóc qua cho ăn nó gọn gàng chút, đúng rồi. Được, ôi nhòn má. Mời cô chú ăn đi. Giỏi dữ chưa. Đó, rồi. Trời ơi, thôi thôi, khỏi mời. Khỏi mời, cô chú cảm ơn, khỏi mời. Được rồi, khỏi mời nữa. Rồi, được rồi đó. Quá xá luôn. Hút rồi, hút nghe tiếng rồi, hút nghe tiếng rồi. Hút nghe tiếng rồi. Hút nghe tiếng rồi. Ngon không? Ừ. Ừ, cô chú thấy ăn. Rồi giờ cầm cái tô lên hấp luôn nè cô chú nè. Đó, chuẩn bị đó. Cái gì vậy? Làm gì? À, giờ cầm cái tô lên hấp luôn đi. Hấp nguyên tô lên đi. Cầm nguyên chén lên hấp luôn. Cầm chén lên hấp đi. Giỏi quá. Úi trời 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 trời. Con kêu chay, con kêu bê. Kêu bê đi. Kêu bê đi. Thôi, đừng, dơ, yêu. Dơ quá trời dơ luôn. Con nói bê coi. Con nói bê đi. Chạy đi, nói bê đi. Nói đi, bê. Nói bê đi. Lâu quá không nói bê nghe nè. Đã không? Phê không? Phê tê. Gì vậy? Gì? Thôi, cô chú không ăn đâu. Đây. Tôi nói kìa đó. Ớt ăn nó chưa? Trời ơi. Ăn à. Rồi kệ đó đi. Giờ nó dơ đồ dơ điếc rồi cho nó ăn dơ luôn đi.
Vậy vậy vậy. Thôi không giỡn đi. Thôi đi. Đừng giỡn nó, ăn ăn đàng hoàng đi. Giỡn cái được rồi. Giỡn quá người ta kêu giỡn dây. Biết không? Mà giỡn nhây quá người ta kêu tào lao đó. Bành thì tào lao. Mày xin lỗi, mày xin lỗi, mày chỉ đầu con á hả? Mày xin lỗi con nha. Con nói dạ. Đây mẹ dán máy cho con. Mốt mày dẫn đi cắt tóc máy nha. Thôi mốt dẫn đi cắt tóc máy ngang đi. Cho đỡ sụ sụ. Cầm tô lên hấp luôn đi cho khỏe. Cầm tô lên hấp luôn đi cho khỏe. Ôi trời ơi ngon quá trời ngon luôn á. Mẹ phụ con nha, mẹ phụ con, mẹ cho cô chú coi cái chán dồ của con nha. Chán dồ mũi xẹp. Chán dồ mũi xẹp miệng hô nha. Không có một người mẹ nào mà đi tả con mình như vậy hết trơn hả? Mẹ thật là có mẹ thật là duyên dáng vô cùng luôn á. Con đi tìm hết trên đời này con không thấy được một người mẹ nào mà duyên dáng như mẹ đó nha trơn. Đó. Ăn như ăn súp vậy đấy. Thèm chưa? Rồi ăn ướt đồ ướt chạp hết trơn rồi đó, thấy chưa? Nè, chùi thang giấy. Rồi dính xuống dưới ghế luôn. Rồi lấy xuống chùi đi. Khổ dễ sao khổ cô chú ơi.